Lời khai bất ngờ của cựu vụ trưởng bị cáo buộc lừa tiền của chủ tịch Tân Hoàng Minh. Phản ứng của Việt Nam trước việc tàu Trung Quốc Philippines va chạm trên Biển Đông. Ba ô tô tông liên hoàn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, 11 người nhập viện. Vì sao chủ tịch Tân Hoàng Minh tố một cựu vụ trưởng lừa 80 tỷ? Nhiều xe giường nằm bị bắn vỡ kính trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi trên kênh YouTube của Báo Giao thông. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin trong nước và quốc tế mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ vừa qua. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 21 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Sĩ Tá, sinh năm 1972, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp Ủy ban Dân tộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan một dự án ở tỉnh Quảng Ninh. Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh. Bị cáo có mặt tại tòa, song ông Dũng vắng mặt do sức khỏe không tốt. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội công bố cáo trạng, bị cáo Nguyễn Sĩ Tá trả lời hội đồng xét xử và lập tức kêu oan, cho rằng cáo trạng quy kết ông ta lừa đảo chiếm đoạt tài sản là không đúng. Theo ông Tá, dự án núi Cuống ở huyện Đầm Hà, Quảng Ninh là của công ty Đức Anh do vợ chồng ông Duyệt, bà Yến làm chủ. Muốn bán dự án này nên vợ chồng bà Yến đã ủy quyền cho Tá tìm người mua với giá 320 tỷ đồng. Do quen biết từ trước, bị cáo Tá đến gặp và chào bán dự án cho chủ tịch Tân Hoàng Minh. Ông Tá khai, ban đầu ông Dũng định giá 500 tỷ, sau đó họ thống nhất bán dự án với giá 400 tỷ. Khi đạt được thỏa thuận, công ty Đức Anh và Tân Hoàng Minh của ông Dũng ký hợp đồng mua bán dự án núi Cuống. Ông Tá khai, tôi là người môi giới, khi hai bên ký kết hợp đồng thì tôi là người hoàn thành nhiệm vụ môi giới. Luật bất động sản cũng quy định người môi giới được hưởng từ 1 đến 3% hợp đồng hoặc theo thỏa thuận. Ông cũng cho rằng mình được ông Đỗ Anh Dũng đưa 50 tỷ tiền thù lao. Về nguồn gốc tiền, ông Tá nói rằng bản thân không nắm rõ đó là tiền cá nhân của ông Đỗ Anh Dũng hay tiền của Tân Hoàng Minh. Tuy nhiên, Tá nghĩ đây là tiền riêng của ông Dũng nên bị cáo nhận 50 tỷ, không phải 80 tỷ như cáo trạng quy kết. Cũng theo lời khai của bị cáo, thời gian sau đó, hợp đồng mua bán dự án không được thực hiện do Tân Hoàng Minh không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn. Do đó, ông Đỗ Anh Dũng đề nghị Tá trả lại tiền môi giới và Tá hoàn lại 33 tỷ đồng. Trước những lời khai trên, chủ tọa đã tạm dừng phiên tòa. Sau khi hội lý, hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ. Lý do, tòa sơ thẩm đề nghị cơ quan tố tụng làm rõ lời khai của hai cổ đông của tập đoàn Tân Hoàng Minh đã ký hợp đồng mua cổ phần công ty Đức Anh. Bên cạnh đó, tòa án đề nghị xác định lại số tiền mà ông Đỗ Anh Dũng đã chuyển cho bị cáo Nguyễn Sĩ Tá. Đây là tiền của cá nhân ông Dũng hay tiền từ các cổ đông khác của Tân Hoàng Minh? Theo cáo trạng, công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đức Anh do bà Hải Yến làm chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là doanh nghiệp chủ đầu tư dự án đảo núi Cuống ở huyện Đầm Hà. Cuối năm 2018, công ty Đức Anh tìm đối tác mua lại dự án trên nên nhờ ông Tá giúp đỡ. Tá quen biết ông Đỗ Anh Dũng từ trước nên tháng 12 năm 2018, bị cáo đến công ty Tân Hoàng Minh gặp ông Dũng. Sau khi trao đổi, ông chủ Tân Hoàng Minh đồng ý mua lại dự án với việc chuyển nhượng 100% cổ phần công ty Đức Anh với số tiền 400 tỷ. Khi đó, Tá yêu cầu đối tác đặt cọc trước 20%, tương đương 80 tỷ. Theo bà Yến, Tá đã nhận 80 tỷ đồng từ Tân Hoàng Minh mà không chuyển về cho công ty Đức Anh. Ngoài ra, ông Dũng được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh trả lời, địa điểm dự án nằm trong ranh giới của khu đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tại đảo núi Cuống đang hoạt động và chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Do đó, ông Dũng yêu cầu Nguyễn Sĩ Tá hoàn trả số tiền đã đặt cọc, song Tá chỉ trả được 33 tỷ đồng, còn chiếm giữ 47 tỷ đồng. Ngày 21 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ va chạm ngày 17 tháng 6 vừa qua giữa tàu Trung Quốc và tàu tiếp tế của Philippines ở bãi Cỏ Mây. Bà Hằng cho biết Việt Nam theo dõi chặt chẽ và quan ngại sâu sắc trước những thông tin về vụ việc nêu trên. Việt Nam đề nghị các bên liên quan kiềm chế tối đa, hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế, thêm lục địa của quốc gia ven biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Đồng thời, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, các bên cần thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, tôn trọng và tuân thủ các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, hàng không, phòng chống đâm va trên biển, giải quyết các tranh chấp,
khác biệt bằng các biện pháp hòa bình, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại khu vực. Bãi Cỏ Mây là thực thể nửa nổi nửa chìm trên Biển Đông và hiện do Philippines kiểm soát. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với thực thể này. Quân đội Philippines sử dụng tàu chiến cũ nát BGP Sierra Madre ủi vào bãi Cỏ Mây từ năm 1999 và biến nó thành tiền đồn để duy trì hiện diện. Trên tàu có đơn vị thủy quân đục chiến đồn trú và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền. Những ngày gần đây, quân đội Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc cố tình đâm tàu Philippines ở tốc độ cao gần bãi Cỏ Mây, khiến một thủy thủ nước này đã bị thương nặng. Trong khi đó, hải cảnh Trung Quốc cảnh báo tàu tiếp tế Philippines nhiều lần phớt lờ cảnh báo nghiêm túc của phía Trung Quốc. Họ cho rằng tàu tiếp tế Philippines đã tiếp cận tàu di chuyển bình thường của phía Trung Quốc một cách cố ý và nguy hiểm, không chuyên nghiệp dẫn tới va chạm. Do đó, họ đã thực hiện biện pháp kiểm soát theo luật với tàu Philippines. Song, các lực lượng vũ trang Philippines phản đối cho rằng bản tường thuật của Trung Quốc về sự cố trên gây hiểu lầm, đồng thời chỉ trích sự hiện diện và hành động bất hợp pháp của các tàu Trung Quốc trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đang tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 11 bệnh nhân bị tai nạn giao thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương vào sáng ngày 21 tháng 6. Khoảng 4 giờ 40 sáng ngày 21 tháng 6, trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa hai xe khách và một ô tô tải. Hậu quả, vụ tai nạn làm 11 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Thời điểm trên, xe khách 16 chỗ chở nhiều người trong một gia đình ở Tiền Giang đi du lịch Nha Trang. Khi xe khách 16 chỗ lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương từ hướng miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh, đến đoạn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang và chạm với hai ô tô khác lưu thông cùng chiều. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe khách bị biến dạng, hư hỏng nặng. Cảnh sát giao thông cao tốc có mặt tại hiện trường và đưa 11 người bị tai nạn vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cấp cứu. Trong số các nạn nhân có bé trai VF John 5 tuổi bị thương ở đùi. Các nạn nhân khác chấn thương đai cổ cứng, đa chấn thương. Đội ngũ y bác sĩ sử dụng tất cả các biện pháp để giảm đau, cầm máu, cố định các vết thương cho các nạn nhân. Hiện sức khỏe các nạn nhân đều ổn định và đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Ngày 21 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm ông Nguyễn Sĩ Tá, 52 tuổi, cựu vụ trưởng vụ tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự. Bị hại trong vụ án này là ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và khách sạn Tân Hoàng Minh, tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đức Anh, công ty Đức Anh do bà Hải Yến làm chủ tịch hội đồng quản trị. Đây là doanh nghiệp chủ đầu tư dự án đảo Núi Cuống ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Cuối năm 2018, công ty Đức Anh tìm đối tác mua lại dự án trên nên nhờ ông Tá giúp đỡ. Khi ông Tá đồng ý, bà Yến ủy quyền cho người này thay mặt công ty để giao dịch với đối tác mua cổ phần vốn góp của các thành viên. Vốn quen biết ông Đỗ Anh Dũng từ trước, tháng 12 năm 2018, ông Tá mang một quyển quy hoạch khu vực đảo Núi Cuống đến công ty Tân Hoàng Minh. Dịp đó, ông Tá gặp ông Dũng và giới thiệu về việc bán dự án. Cáo trạng nêu, bị can Tá nói rằng đảo Núi Cuống đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh quy hoạch phát triển du lịch, đô thị sinh thái, khách sạn và nhà ở. Cả dự án này lẫn công ty Đức Anh đều thuộc sở hữu của Tá. Về nguồn gốc dự án, theo Viện Kiểm sát, Tá nói khi còn giữ chức giám đốc nhà khách chính phủ, ông Tá được các bác cho dự án. Nhưng bản thân là cán bộ nhà nước nên không thể đứng tên, ông Tá mới nhờ vợ chồng bà Yến đứng tên hộ. Tin lời của Tá, ông chủ Tân Hoàng Minh chấp nhận mua lại dự án với việc chuyển nhượng 100% cổ phần công ty Đức Anh với số tiền 400 tỷ đồng. Khi đó, Tá liền yêu cầu đối tác đặt cọc trước 20%, tương đương 80 tỷ, và đề nghị ông Dũng không tiết lộ về phi vụ này. Khoảng tháng 1 năm 2019, phía công ty Đức Anh và ông Đỗ Anh Dũng ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp này dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Sĩ Tá. Viện Kiểm sát nêu, khi các cổ đông của công ty Đức Anh ra về, ông Tá ở lại và nhận 80 tỷ đồng từ Tân Hoàng Minh rồi ký vào giấy biên nhận. Sau lần đó, vợ chồng bà Yến hỏi nhưng Tá không nói về việc đã nhận 80 tỷ đồng tiền cọc. Sau đó, khi thời hạn trên hợp đồng ký giữa công ty Đức Anh và Tân Hoàng Minh đã hết, nhưng chưa thấy phía ông Dũng thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần cổ đông của Đức Anh, đã đơn phương chấm dứt hợp đồng và hủy việc ủy quyền với ông Tá. Tháng 3 năm 2019, ông Đỗ Anh Dũng gặp bà Hải Yến để đề nghị gia hạn thời hạn thanh toán thì mới vỡ lẽ rằng công ty Đức Anh và dự án đảo Núi Cuống đều thuộc sở hữu của bà Yến. Đồng thời, bà Yến lúc này cũng mới biết Tá đã nhận 80 tỷ đồng từ Tân Hoàng Minh mà không chuyển về cho công ty Đức Anh.
Cùng thời gian này, ông Đỗ Anh Dũng được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh trả lời rằng địa điểm dự án nằm trong ranh giới của khu đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tại đảo Núi Cuống đang hoạt động và chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Đến lúc này, ông Dũng yêu cầu Nguyễn Sĩ Tá hoàn trả số tiền đã đặt cọc, song Tá chỉ trả được 33 tỷ đồng, còn chiếm giữ 47 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Sĩ Tá không thừa nhận cáo buộc về hành vi lừa đảo và thường xuyên thay đổi lời khai. Ông này lý luận, công ty Đức Anh và tập đoàn Tân Hoàng Minh ký hợp đồng thế nào không rõ, Tá chỉ giới thiệu để hai bên tự thỏa thuận. Đối với khoản tiền 80 tỷ đồng nhận từ Tân Hoàng Minh, ông Tá cho rằng đây là tiền mà ông Đỗ Anh Dũng thưởng cho Tá vì giúp mua được 100% cổ phần của công ty Đức Anh. Tuy nhiên, bị can không có tài liệu, chứng cứ chứng minh cho lời khai này. Ngày 21 tháng 6, một cán bộ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đã nắm được một số trường hợp xe khách dừng nằm, lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ bị bắn vật cứng làm vỡ kính xe. Cán bộ đội tuần tra này cho biết đội sẽ phối hợp với công an địa phương sớm làm rõ vụ việc này để người dân lưu thông trên cao tốc an toàn. Trước đó, trong hai ngày 18 và 19 tháng 6, công ty cổ phần xe khách Phương Trang tại Cần Thơ ghi nhận có 4 trường hợp xe dừng nằm chở khách đang lưu thông trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ thì bị bắn vật cứng làm vỡ kính. Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6, xe dừng nằm biển kiểm soát 50F02476 đi từ thành phố Hồ Chí Minh về. Khi vừa vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, một đoạn bị bắn vật cứng làm vỡ kính hồng ở giữa, phía bên phải của tài xế. Đến 21 giờ cùng ngày, xe dừng nằm biển kiểm soát 50F02451 đi từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến gần đoạn cao tốc trên cũng bị bắn vỡ kính xe bên hông cùng phía tài xế. Đến ngày 19 tháng 6, lúc 18 giờ, xe khách biển kiểm soát 50F09378 đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ. Khi đi đến km 109 cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ cũng bị bắn vật cứng làm vỡ kính hông phía trên của xe. Đến 21 giờ cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 50E09421 đi từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh qua cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tiếp tục bị bắn vật cứng, làm vỡ kính hông sau cùng phía bên tài xế. Các tài xế điều khiển xe trong các trường hợp trên cho biết, khi xe đang lưu thông, họ bất ngờ nghe tiếng bụp. Khi cho xe dừng lại an toàn để kiểm tra thì phát hiện kính vỡ nhưng không thể tìm thấy vật cứng gây ra. Dù vậy, theo kinh nghiệm lái xe lâu năm, các tài xế cho rằng vật cứng này khá nhỏ và được bắn bằng một lực rất mạnh mới đủ làm vỡ kính xe. Đại diện công ty Phương Trang tại Cần Thơ cho biết, các trường hợp này không gây tổn thương đến hành khách, nhân viên trên xe nhưng đã làm gián đoạn hành trình vì công ty phải điều xe khác đến thay. Đại diện Phương Trang tại Cần Thơ cho hay, việc sửa chữa, thay kính xe cũng mất thời gian và gây tổn thất cho công ty vì trong thời gian này các xe không thể khai thác. Ngoài ra, 4 trường hợp trên đều xảy ra vào ban đêm, rất nguy hiểm nếu tài xế không bình tĩnh xử lý. Sáng 21 tháng 6, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã đến chúc mừng, thưởng nóng cho công an thành phố 100 triệu đồng vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong điều tra, khám phá chuyên án sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả đặc biệt lớn tại thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày 14 tháng 6, công an thành phố Đà Nẵng đã khám phá thành công chuyên án sách giáo khoa 192, triệt xóa đường dây chuyên sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn tại thành phố Đà Nẵng do Lê Duy Quang, 42 tuổi và Nguyễn Văn Ánh, 44 tuổi, cùng trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cầm đầu. Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục phát hiện, bắt giữ thêm 3 đối tượng tại thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa nêu trên, gồm Nguyễn Trung Luật, 43 tuổi, trú quận 12, Phạm Ngọc Quang, 47 tuổi, trú quận Gò Vấp và Phạm Thạch Kim Điền, 39 tuổi, trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tăng vật thu giữ gồm 1 triệu con tem, 600.000 cuốn sách giả thành phẩm và bán thành phẩm trị giá khoảng 12 tỷ đồng cùng toàn bộ máy móc, vật dụng phục vụ sản xuất. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh đã thưởng nóng cho các đơn vị thành viên ban chuyên án gồm Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần.